Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh có mặt của luật sư Hoàng Ngô. Luật sư Hoàng. Chào luật sư Lâm, chào quý vị tối nay. Dạ, luật sư Hoàng đã từng làm luật sư trial attorney cho hãng bảo hiểm Allstate trong nhiều năm trước khi gia nhập văn phòng chúng tôi. Và trong thời gian làm cho hãng bảo hiểm Allstate thì luật sư Hoàng là trial attorney và thụ lý những vấn đề như thương tích như là tai nạn xe cộ, chó cắn hay là bất cẩn y tế. Thì trong thời gian mà sau đó thì khi gia nhập văn phòng luật sư chúng tôi thì luật sư Hoàng cũng thụ lý những cái lĩnh vực luật khác cho văn phòng như là về vấn đề ly dị, ly thân, phân chia tài sản cũng như vấn đề bankruptcy, hình luật và cái đuổi nhà, tức là eviction. Thành ra quý vị có những nhu cầu trên thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi để có thể được giúp đỡ về vấn đề luật pháp. Một lần nữa thì tôi với luật sư Hoàng Ngô ngày hôm nay sẽ hân hạnh để đón những cái câu hỏi của quý vị qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264. Thì nếu mà quý vị có câu hỏi thì có thể gọi vào, thì tôi và luật sư Hoàng sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Trong thời gian chờ đợi cái quý vị gọi vào đó thì chúng tôi cũng muốn nói về vấn đề bảo hiểm. Bảo hiểm. Hello, dạ xin lỗi, chúng tôi có câu hỏi. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Và luật sư Hoàng nghe đây. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Hello, dạ, dạ. Lỗi, luật sư, hai vị luật sư ạ. Dạ, dạ, chào anh. Chào anh. Dạ, tôi có câu hỏi là như hiện giờ đó mà hai chồng tôi đang hưởng cái tiền mà SSI với SSDI đó, nhưng mà rồi tôi có con tôi có mua cái bảo hiểm mà nhân thọ đó mà có được không? Con anh đó, mua bảo hiểm nhân thọ đó, cái life insurance đó, thì cái bảo hiểm nhân thọ đó nó thứ nhất là nó loại nào? Tại vì có nhiều loại bảo hiểm nhân thọ, nó có thể là accidental death and disability, hay là term life, hay là whole life và universal life. Thì cái loại nào? Dạ, tôi không biết là con đó mua cái phần nào, nhưng mà theo tôi nghĩ là mua cái gì bảo hiểm chắc giống tiếng Việt khi bằng trọn đời đó bác sĩ. Luật sư. Trọn đời, khó, tôi không hiểu được trọn đời như thế này. Có lẽ đó, cái loại bảo hiểm thông thường nhất là term life, giống như bảo hiểm anh mua xe, bảo hiểm xe cộ vậy đó. Tức là con anh mua và nếu mà không trả tiền nữa thì cái bảo hiểm nó chấm dứt. Cái loại bảo hiểm thứ hai nó gọi là whole life hay là universal life đó. Thì cái bảo hiểm đó đó con anh mua đóng tiền. Nhưng mà với thời gian đó, tại vì cái bảo hiểm đó đó nó sẽ trả nhiều hơn cái tiền bảo phí. Do đó đó, sau một thời gian thì sẽ có cái số tiền ở trong cái bảo hiểm đó, nó gọi là cash surrender value. Thì đó, bởi vì ảnh hưởng tiền SSI, nó cũng tùy thuộc vào ai là cái người đứng ra để mua bảo hiểm đó. Nếu là cái người đứng ra bảo hiểm, tại vì cái whole life đó có cash surrender value, thì coi như là anh có cái tài sản trong đó, và nếu cái số tiền đó nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng cái tiền SSI của anh. Còn nếu đó là term life đó, tức là đóng như bảo hiểm mà xe đó thì nó rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ không có cái cash surrender value, do đó nó sẽ không ảnh hưởng tới cái SSI của anh. Thêm vào nữa, nó cũng tùy theo là ai là người đứng ra mua bảo hiểm. Cái bảo hiểm nhân thọ đó thường nó sẽ có ba loại người. Thứ nhất là cái người nó gọi là owner, là người đứng ra để mua cái bảo phí. Hai là insure, là cái người đó nếu chết đó, thì hãng bảo hiểm nó sẽ trả. Ba là beneficiary, là cái người được hưởng khi cái người insure chết. Thì đó, nếu anh là cái người owner thì chắc chắn đó, nhất là nếu anh là owner mà cái bảo hiểm insurance của anh đó
là loại whole life hay là universal life đó, thì chắc chắn cái số tiền mà cái cash surrender value nó sẽ tính theo coi như đó là tài sản của anh. Và do đó anh có thể, anh sẽ phải report với lại hãng, với lại cái social worker của anh. Còn nếu nó là term life đó, thì có thể anh không có cái cash surrender value, do đó có thể anh không cần phải report. Ok? Thành ra nó anh phải coi lại cái bảo hiểm mà con anh mua anh là loại bảo hiểm nào, là term life hay là whole life. Ok. Anh coi lấy cái chính đó là sau khi mà đóng đó nó có dư tiền ra không. Ok, để trong cái policy của anh. Dạ thưa luật sư, theo tôi nghe mà con tôi nói thì mua cái này không có gì, nhưng mà luật sư nói là khác gì ba vô uống gì đó. Cash surrender value. Nhưng mà con tôi là người owner, tôi okay. là người đứng trong như là insure. Con tôi mua dùng cho tôi. Ok. Mà khi tôi mất thì con tôi hưởng thôi. Ok, vậy thì bây giờ đó, tốt nhất đó, anh coi lại cái policy. Coi nó không có cái tiền dư ra sau thời gian đóng. Và nếu mà con anh mà là người đứng ra mua đó, anh chỉ là cái người insure thôi đó, thì có thể nó không ảnh hưởng gì đến cái SSI của anh. Ok? Dạ, 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 dạ. Vậy cảm ơn luật sư. Dạ, yeah. yeah, không có chi anh. Cảm ơn. Yeah, cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thường đó thì những cái dịp này tôi cũng nói về bảo hiểm nhân thọ. Thường đó, bảo hiểm nhân thọ nó có 3 loại. Loại thứ nhất là rẻ nhất và thường là quý vị nên mua nếu mình còn trẻ, có con nhỏ. Nó gọi là Accidental Death and Disability. Tức là loại bảo hiểm đó đó, chẳng hạn lúc mà hồi xưa tôi mua đó, qua cái nhà bang Bank America đó, thì tôi mua chẳng hạn tôi mua 250.000 để mà tôi được protect cái policy. Mà tôi chỉ phải đóng đó là có 10 đồng thôi, một tháng thôi. Thì cái bảo hiểm này đó, đương nhiên đó, nó chỉ trả khi mà tôi bị chết mà do cái accident thì nó mới trả. Nhưng mà lý do tôi mua là bởi vì tôi nghĩ khi tôi còn trẻ, con tôi còn nhỏ, thì nếu tôi có chết đó, tôi chỉ chết bởi vì tôi bị accident. Chứ ít khi mà tôi chết già hay là bị tôi chết mà do bệnh mà chết. Chết nhiều, likely chết đó, tôi khỏe mạnh, không có gì, không có bị cao máu, cao mỡ, cao đường. Thì nếu tôi có chết là chỉ vì chết, bị accident mà chết, chứ không phải bệnh mà chết hay là già mà chết. Nhưng mà bởi vì con tôi còn nhỏ, tiền mortgage tôi chưa trả hết, mà tôi để khỏi phải tốn tiền nhiều, thì tôi chỉ mua cái loại gọi là accidental death. Như tôi nói, tôi mua 250.000, tôi chỉ trả có 10 đồng một tháng, 120 đồng một năm. Cái loại thứ hai đó mà, nhưng cái loại này, cái loại mà tôi nói là accidental death đó, thì không có người, ít khi cái người, gần như không có cái người bán bảo hiểm nào mà họ chịu bán cái loại bảo hiểm này hết đó. Tại vì cái bảo hiểm này đó, những người bán bảo hiểm là họ ăn commission. Cái commission họ sẽ dựa trên cái insurance premium, cái tiền premium mà mỗi vị, cái bảo phí mà quý vị đóng mỗi tháng hay là mỗi 3 tháng hay là 6 tháng hay 1 năm. Cái loại thứ hai đó là nó gọi là term life. Thì cái term life thì giống như bảo hiểm xã cộ vậy đó. Quý vị mua thì nó bảo vệ quý vị ngừng thì quý vị nó không có bảo hiểm. Và thường tất là loại bảo hiểm nó đều có 3 hạng người như tôi nói đó, 3 loại người. Thứ nhất là cái người đứng ra để mua, nó gọi là owner. Người insure là cái người mà người đó chết thì nó mới trả. Và cái thứ ba là beneficiary, là cái người được hưởng. Thí dụ hồi nãy mà thính giả vừa mới nói đó, thì người con của ổng đó là cái người đứng ra mua, do đó người con ổng đó là policy owner. Ổng là người insure, tức là ổng chết thì beneficiary là con ổng nữa, là cái con ổng sẽ được hưởng. Mặc dầu trong đa số trường hợp của chúng ta đó, là chúng ta là cái người đứng ra mua bảo hiểm, do đó chúng ta là owner và chúng ta cũng là insure, và vợ hay là con nó có thể là beneficiary. Cái loại bảo hiểm term life như tôi nói đó, giống như bảo hiểm xã cộ thôi. Thành ra nếu mình còn trả thì nó còn cover, mình ngừng thì nó không cover. Và thường đó, nó sẽ có cái thời gian nó gọi là lock in,
tức là trong vòng 20 hay là 25 năm thì nó sẽ không có tăng cái bảo phí, và thường cái thời hạn đó đó nó sẽ chấm dứt khi mình khoảng 65 hay 70 tuổi, là bởi vì khi mình 65 hay 70 tuổi trở lên đó thì cái việc mà mình có thể sẽ qua đời đó thì nó sẽ chắc chắn. Do đó đó thì nó chỉ gọi là giữ nguyên cái premium cho đến cái khi mình 65 70 thôi. Sau đó đó thì cứ mỗi năm nó sẽ tăng lên rất là nhiều, và nó tăng đến nỗi là mình có thể 20-30%, đến nỗi là mình không có khả năng để mình mua nữa, thì thường thường mình stop thì bảo hiểm nó sẽ không trả. Tuy nhiên mình mua bảo hiểm mục đích là để cho rủi chẳng may khi mình qua đời mà lúc mình còn trẻ, lúc mà mình còn trẻ, vợ con mình nó còn nhỏ và cái tiền nhà mình cũng chưa trả hết, thì lúc đó mình mới cần để mua. Chứ khi mình lớn tuổi 70-80 tuổi rồi thì nhiều khi mình cũng không cần, là lúc đó mình đã mortgage có thể đã trả hết, con cũng đã lớn rồi, do đó có thể không cần phải mua bảo hiểm nữa. Tới đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài trả phần quảng cáo thương mại, thì sau phần quảng cáo thương mại chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Và xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ, mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Bây giờ kế tiếp á, là như phần trước á, tôi có nói hai loại bảo hiểm là loại bảo hiểm nhân thọ gọi là accidental death, và loại thứ hai là term life insurance. Bây giờ tôi nói lần thứ ba, nó gọi là whole life hay là universal life. Thì cái loại bảo hiểm này đó là quý vị sẽ trả extra hơn cái premium, và sau thời gian thì nó có cash surrender value. Tuy nhiên với nhiều loại bảo hiểm này quý vị phải cẩn thận, là bởi vì đây là loại bảo hiểm thường những người bảo hiểm họ rất là muốn bán cho quý vị. Thì với bảo hiểm này đó, cái cần thứ nhất là quý vị phải coi là nó có cái thời gian mà quý vị nếu muốn cancel thì quý vị sẽ bị penalty, thì nó gọi là surrender charge. Ở trong cái bảo hiểm nó sẽ nói rõ, mình phải coi. Nhiều khi mình mua xong rồi cái lúc đó tới một thời gian mình thấy mình không có đủ khả năng, thì cái bảo hiểm này rất là cao, nó sẽ bởi vì quý vị đóng đó không ngoài cái premium, quý vị phải đóng extra. Cái số tiền extra đó đó thì cái hãng bảo hiểm nó sẽ dùng để nó đầu tư, xong rồi dùng tiền quý vị đầu tư nó trả lại cho quý vị một cái phần trăm nào đó. Thí dụ cái tiền bảo hiểm quý vị mua 100 ngàn, thì thay vì chẳng hạn nếu mà cái premium là chỉ có 50 đồng nếu là mua term life, thì với cái whole life có thể quý vị phải trả 250 đồng. Thì cái 50 đồng nó sẽ dùng để trả cho cái bảo phí, còn cái 200 đồng nó sẽ lấy để nó đầu tư cho quý vị, và nó sẽ trả lại quý vị một phần nào đó. Thí dụ do đó quý vị nó sẽ cho quý vị cái interest, nó sẽ trả quý vị bao nhiêu. Thì đương nhiên đó, nó cái khi nó đầu tư nó sẽ có lời nhiều hơn thì nó mới có tiền nó trả cho quý vị interest. Ok, thành ra mình phải coi cái interest bao nhiêu, tại vì có những cái policy, với những cái policy đó đó, nếu mà quý vị sau khi mình trả một thời gian lâu dài thì mình sẽ có gọi là cash surrender value. Nhưng khi mà quý vị lấy cái cash surrender đó đó, lấy cái tiền mặt mà đóng ra đó, thì đó nó sẽ coi như là cái loan. Và tôi đã thấy có những cái policy mà nó trả cái interest là 4%, nhưng mà nếu mà quý vị lấy cái cash value nó ra đó thì nó sẽ trả coi như cái loan là 8%, tức là gấp đôi cái tiền interest mà trả cho quý vị. Và cái loại bảo hiểm này đó, do đó quý vị phải coi lại cái interest nó sẽ trả quý vị là bao nhiêu, và trong trường hợp trong tương lai quý vị lấy nó ra đó thì cái tiền mà nó sẽ trả chỉ cái interest, nó coi như quý vị loan, mặc dù đó là tiền của quý vị mà quý vị lấy ra nó coi là cái loan, và nó sẽ trả đó là bao nhiêu. Và thêm vào nữa cái tiền mà quý vị lấy ra đó, thí dụ quý vị đóng chẳng hạn 10-20 năm sau thì sẽ có cái cash surrender là 10-20 ngàn gì đó.
mà quý vị mua policy 100 ngàn mà quý vị lấy ra 20 ngàn thì nó sẽ trừ cái 20 ngàn đó vào 100 ngàn. Rồi quý vị chết á, thì nó chỉ trả quý vị 80 ngàn mà thôi. Ok. Tới đây thì chúng tôi phải... Hello, chúng tôi luật sư Liêm cho chú Hoàng nghe đây. Dạ, dạ. Dạ, đợi chút cũng được. Dạ. Ok, ông, em có thể đặt câu hỏi. Dạ. Chào cô. Tôi làm 9 năm rồi. Tôi làm 10 năm tôi được tiền hưu không? Dạ, bà, cô á, cô phải làm đúng 10 năm thì mới được tiền hưu. Còn làm 9 năm thì không có được tiền hưu. Cái tiền đó là tiền SSA. Nhưng mà phải làm đủ 10 năm thì mới được cái tiền hưu. Khi mình sớm nhất tuổi về hưu là 62 tuổi. Hay là nếu mà cô sinh sau 1960 đó là mới tới. Thì những người trước sinh 1960 đó thì là 66 tuổi. Còn người sinh sau 1960 đó là 67 tuổi thì mới là được 100%. Còn nếu 62 tuổi thì mình chỉ lãnh được khoảng chừng 70% mà thôi. Nhưng mà cô phải làm 10 năm, tức là 40 quarter thì nó mới được hưởng khi mình về hưu. Ok. Dạ, cảm ơn luật sư. Không có, ok, còn câu hỏi gì nữa không? Không có phải không? Dạ, yeah, yeah, ok. Ok, thì cái bảo hiểm thứ ba đó, như tôi nói, tôi quay trở lại là cái whole life hay là universal life đó, thì mình phải coi lại. Và cái bảo hiểm này đó, thì khi mình lấy ra cái loan, cái cash surrender value thì nó sẽ coi như cái loan. Và nếu mình qua đời mà mình chưa có trả trở lại thì nó sẽ trừ vào cái policy của mình. Nhưng mà cái loại bảo hiểm này là thường những cái người mà bán bảo hiểm họ muốn bán là bởi vì họ sẽ nói quý vị rằng ồ, quý vị mua loại này thì sau thời gian đó mình sẽ có cái tiền, từ khi mình về già mình có thể dùng để trả cái tiền nursing home, hay là mình sẽ có tiền dư ra để mình trả tiền học cho con mình, hay là có những trường hợp chẳng hạn họ còn khuyến dụ mua cho mấy đứa con mình lúc nó còn nhỏ để khi mà nó lên tới 18 tuổi, nó vào đại học thì nó sẽ có cái tiền dư ra để nó trả tiền đại học. Nhưng mà đó quý vị coi trên thực tế đó là để có một cái số tiền cash surrender value đó là quý vị phải đóng rất là nhiều mỗi tháng, và đồng thời đó phải đóng một thời gian dài thì mới có. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Xin lỗi, tôi đang nói thành ra quý vị gọi có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại của màn ảnh, trên màn ảnh của đài là 714-893-364. Xin lỗi tại vì chúng tôi đang nói chưa có kịp bắt điện thoại thì quý vị cúp. Thành ra như tôi nói đó, quý vị có thể gọi vào qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-364 thì chúng tôi sẽ bắt cái điện thoại quý vị. Trong lúc đó thì chúng tôi tiếp tục nói về vấn đề bảo hiểm nhân thọ là do đó đó mình phải coi và cái quan trọng nữa là mình đừng bao giờ mình lấy những số tiền từ cái 401k của mình để mình dùng để mình mua loại bảo hiểm whole life hay universal life, tức là bảo hiểm nhân thọ đó. Lý do đó là cái tiền mà quý vị ở trong cái 401k của quý vị đó là số tiền đó đó không có chủ nợ nào mà có quyền đụng tới. Cho dù quý vị file bankruptcy, quý vị vẫn có quyền giữ cái số tiền trong 401k mà chủ nợ không đụng, mà tòa cũng không đụng tới nữa. Thành ra đó là những số tiền đó mà mình nên giữ. Tại vì với cái số tiền đó, cho dù mình thiếu nợ cách mấy bao nhiêu, thì chủ nợ mình cũng không được đụng những số tiền mình có trong cái 401k. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiền trong 401k mình chưa đóng thuế, nhưng mà khi mình lớn tuổi đó, thì cái tax bracket mình sẽ thấp, do đó khi mình lấy ra từ từ thì nó sẽ không có phải bị đóng thuế nhiều trên cái số tiền mà mình lấy ra, và mình có thể lấy ra từ từ cho đến khi ngày mình qua đời. Và nếu mình qua đời mà tiền vẫn còn thì đó nó có thể roll over vào trong những cái quỹ hưu bổng IRA của vợ hay của chồng hay là của con mình, nếu mà trong trường hợp mình qua đời mà số tiền đó vẫn còn. Đương nhiên khi mà nó roll over vào trong những người thân của mình đó, thì những người đó khi họ lấy ra vẫn phải đóng thuế. Hello, tôi luật sư Liêm và luật sư Hoàng nghe đây. Hello. Hello. Hello.
Dạ, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng Ngô nghe đây. À, tôi đang coi TV, tôi muốn muốn luật sư cho biết. Alo. Dạ, dạ tôi nghe đây, ông có thể dạ. muốn câu hỏi ông thế nào? Dạ, thưa luật sư. Rồi, tôi có mua New Balance. Rồi sao nữa? Alo, tôi... Bây giờ, cái tiền có phải đóng thuế không ạ? Cái gì? Tiền đóng... Nói là chú mua New Life Insurance hả? Tôi lấy tiền về rồi có phải đóng thuế không ạ? Ông lấy cái tiền về ở đâu, từ ở đâu? Hello? Hello? Ở New Life đóng hết cả policy rồi ạ. Ok, ông có cái... Tôi lấy tiền về rồi. Ông có cái Life Insurance với lại New York Life phải không? Hello? Ông có cái Life Insurance ở New York Life phải không? Và cái Life Insurance đó, đó nó có cái Cash Surrender Value phải không? Dạ, tôi nghe. Ông, ok, tôi hỏi ông trả lời cho tôi. Tại vì tôi thôi không nghe rõ cái mà câu hỏi của ông. Ừ, lấy hết xong rồi. Ok, lấy hết xong rồi là cái Cash Surrender Value trong cái Life Insurance có phải không? Hello. Ok. Ok. Đúng. Ok. Dạ, yeah, ông có vấn đề tại vì tôi hỏi ông. Yeah. Đúng. Ok. Nếu ông lấy cái cash surrender value đó thì đó là tiền của ông. Ok. Ông không phải đóng thuế trên cái số tiền đó. Ok. Tại cái tiền mà ông bỏ vào để ông mua cái life insurance đó thì cái tiền đó đó ông đã được đóng thuế rồi. Ok. Do đó đó ông khi ông lấy ra ông không phải đóng thuế trên cái số tiền đó. Tuy nhiên đó ông phải tùy theo cái thời gian mà ông mua cái life insurance đó thì ông chỉ phải coi đó là nó có cái surrender charge hay không. Nếu ông mua thời gian ngắn có nhiều hãng đó, nếu ông mua trong vòng 7 năm mà ông rút ra cái cash surrender value đó thì nó sẽ charge ông, nó coi là ông rút ra hết đó thì nó sẽ charge ông cái surrender charge. Thì ông chỉ có cái đó là ông phải để ý thôi. Nghe? Yeah. Ok. Dạ, yeah. Ông không cảm có ạ. Câu hỏi gì, chúng tôi phải tạm ngưng để đài trả phòng quảng cáo thương mại. Dạ, yeah. Cảm ơn ông. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể gọi vào qua các số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp thì tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. À, trong phần này đó, trong lúc chờ quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề bảo hiểm nhà. Tại vì đa số chúng ta có nhà mà cái nhận xét của chúng tôi đó là rất là nhiều người thân chủ chúng tôi có mua bảo hiểm nhà nhưng lại không có hiểu những cái mà cần thiết của bảo hiểm nhà. Thì thường thường đó, bảo hiểm nhà đó nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là về vấn đề cái nhà đó thiệt hại về vật chất, tức là nếu cái nhà đó bị cháy hay là bị hư hao gì thì đó hãng bảo hiểm sẽ bồi thường. Thì nhất là trong trường hợp nếu cái nhà đó bị cháy. Xin lỗi, chúng ta là phải. Hello. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ. Chú cho con hỏi nha. Dạ được. Dạ. Chào chị. Cháu có thể đặt câu hỏi. Dạ. Con bán nhà được 4.000, xong cái con mới tạo một hồ sơ sơ chạy chứng khoán với một người bạn, sau đó con kết hôn với người nhưng mà vì con mới kết hôn cho nên thuế năm 2020 con phải còn vậy con, nếu như con để cái account chứng khoán đó cho cái người đọc mới của con khai hết thì vậy với IRS con có bị tạo lỗi gì không vậy chứ?
À, nghĩa là sao tôi không hiểu. À, em khi nào em lấy chồng á, là năm nào, tháng nào? Mới lấy chồng năm 2021. Ok, mới lấy chồng 2021. Vậy thì đó, at the end of cuối năm thì chắc là cô này phải khai thuế chung với chồng phải không? Thì Thì trong này cô nói chuyện với CPKN của cô á, mà cuối năm nay á là cô khai thế chồng là cô là Mary, Bây giờ file jointly. ok, bây giờ Mà đó. nó mà lúc mà khai lúc mà cô khai khai thế á, thì nó cũng hỏi cái wedding day là cô cưới tháng nào để cho nó coi trong trong mấy cái tháng đó thôi, thì nó prorata, nó prorata vậy cho cô biết vậy. Bây giờ đó, cái investment account, cái stock account của em nó là em mua hiện giờ là đứng tên một mình em phải không? Dạ hai đứa, Ồ, chứ. hai đứa thì đương nhiên cuối năm nay đó khai đó, thì nếu cái stock nó có lời, tùy theo cái lời của nó đó, cái stock đó đó nó em giữ trên một năm hay là dưới một năm. Nếu nó giữ dưới một năm mà mình bán mà mình có lời thì mình phải recognize là cái short term capital gain tax, tức là mình đóng giống như là cái ordinary income của mình, giống như cái lợi tức bình thường mà mình đi làm. Còn nếu á, mà mình giữ cái stock mình trên một năm nhé, mình mua từ khi mình mua cho đến khi mình bán mà mình giữ nó trên một năm, thì khi mình bán đó mình chỉ bị trả cái gọi là long term capital gain tax, tức là thuế trên cái đầu tư lâu dài. Thì cái thuế đó đó nó sẽ thấp hơn, thường nó sẽ thấp hơn là cái short term capital gain tax, tức là cái ordinary income. Thì em nên coi lại những cái stock mà em bán là em đã giữ trên một năm hay là dưới một năm, rồi sau đó mình nói chuyện với lại cái người làm thuế cho mình. Mà mấy cái stock đó mà cô mua hay cô bán ấy, thì nếu cô xài giống như E-Trade hay Fidelity hay mấy cái hãng đó mà trên internet hay cô có cái broker, thì mỗi cuối năm cái hãng đó hay cái broker đó nó cũng đưa cho cô cái tax Đúng. tax document, thì cô lấy cái đó thì cho cô biết vậy. So, nếu cô xài E-Trade TD America, cô bán short term hay long term, thì cái hãng đó nó cũng cho cô cái tax document ở cuối năm để cho cô xài cái đó, để cho cô đưa cho cái CPA hay cái accountant của cô. Nói chung đó. Nhưng mà thuế năm 2020 là chứ 2000 gì 2020 mới kết hôn là 24, nhưng mà cái account đó con tạo năm 2020 là hai đứa con đứng tên 2020 là Nếu mà đứng năm tên 20 là chưa năm có lấy, 2020 con phải thay riêng. tức là phải Cô khai thay riêng, riêng. đúng rồi. Thì phải khai riêng thì coi như đối với cái account đó đó, nếu mà đứng hai người đứng tên chung đó thì likely là có sẽ split cái gain lẫn cái loss với nhau. Ok. Tại lúc đó hai người đó 2020 đó là hai người chỉ còn single à. Do đó hai người phải file cái single tax return. Bây giờ đó với cái account chung thì coi giống như là hai người là partner với nhau. Thì bây giờ với cái partner như vậy đó, trừ khi mình có cái partnership agreement, mình nói rõ rằng cái phân phối, phân chia của lời và lỗ như thế nào. Còn không đó, nó presume coi như là mỗi người 50-50. Do đó đó, nếu có lời thì mình cũng chia ra 50-50, và lỗ thì mình cũng chia ra 50-50. Ok. Nhưng mà likely là có thể sẽ phải file income tax, individual income tax mỗi người riêng của mình, chứ không có file merit joint return được. Ok. Nhưng con nếu để nguyên cái account đó cho ảnh khai hết, con không khai thì được không chứ? Bởi vì nó là joint account của hai Không người đó, phải. thì maybe em nên hỏi cái người thuế likely đó là phải split. Tại vì thế này, hai người đó có lời nhưng mà cái tax bracket của hai người khác nhau. Ok. Thành ra tôi không biết cái tax bracket của cái người chồng của em với em đó, người nào cao hơn. Lấy thí dụ mà cái tax bracket tại hai người cái tax bracket có thể khác nhau. Mà nếu mình khôn, ok, tôi kiếm cái người là tax bracket thấp là khai hết cái lời, nhất là cái lời đó là cái short term capital gain,
Thì như vậy là tôi có lời vấn đề thuế. Thì nhiều khi cũng có thể vấn đề, thực sự cái vấn đề này nếu không có lời nhiều, không phải là một số tiền nhiều thì nó cũng không có cái IS, nó cũng không có audit. Nhưng mà nếu mà lời nhiều thì yes, IS nó có thể nó đặt cái question. Nhưng mà như chúng tôi nói đó, tôi với luật sư Hoàng chỉ là luật sư thôi chứ không phải người làm thuế. Thành ra tốt nhất là vấn đề này đó, em nên hỏi cái người làm thuế thì họ sẽ giúp cho em chính xác hơn, nhất là họ biết nhiều về những cái dữ kiện trong cái vấn đề mà đầu tư của em. Ok. Chẳng hạn như là long term, short term, lợi bao nhiêu, như thế nào ha. Ok. Ok. Dạ, Dạ, cảm ơn cảm ơn chị. em. Con cảm ơn chú. Không có chị. Bây giờ tôi nói lại về vấn đề bảo hiểm nhà. Thì cái bảo hiểm nhà đó, cái phần đầu á, là về vấn đề bồi thường về cái vật chất, nếu là cái nhà đã bị cháy thì nó bồi thường. Thì đối với cái bảo hiểm về cái nhà này đó, thì nếu mà quý vị có làm những cái improvement lớn cho cái nhà, chẳng hạn như là thay cái làm loại phòng tắm hay là thay mái ngói chẳng hạn, thì khi mình phải tốn nhiều tiền để làm improvement thì mình nên cho cái hãng bảo hiểm nhà của mình họ biết để họ make cái adjustment để họ tăng cái coverage đó lên. Tại vì mình không cho họ biết đó, rủi cái nhà mình cháy. Thí dụ mình mua là 500 ngàn, mình bỏ ra 100 ngàn để mình làm improvement. Mà mình không cho hãng bảo hiểm biết đó, thì khi mà nhà nó cháy đó, là nó chỉ bồi thường dựa trên cái trị giá 500 ngàn, chứ không phải dựa trên cái trị giá 600 ngàn. Và do đó đó, cái số tiền nó bồi thường sẽ không đủ để xây lại cái nhà đó. Thành ra đó là cái điều đầu tiên. Những khi mà mình có đã làm cái improvement lớn là mình phải cho bảo hiểm nhà của mình biết để họ make cái adjustment đó. Vấn đề thứ hai là Ok, vấn đề liability insurance. luật sư chị là Hoàng cũng muốn nói nếu có nếu Luật quý sư vị Hoàng, khoan khoan, có sao người gọi. Ok, tôi sẽ hỏi thêm. Hello, tôi luật sư Liêm và luật sư Hoàng nghe đây. dạ thưa chào hai luật sư ạ. Dạ, chào. Thật Cô. tôi cho tôi hỏi là khi mà mình làm cái thủ tục ly dị từ lúc mình nộp đơn cho tới lúc mà finalize là khoảng trong bao lâu hả thưa luật sư? Dạ, luật sư Thì Hoàng có thể trả lời. theo cái bao lâu là theo hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng không có gì tranh chấp, không có tài sản để chia, không có con không có con gái rồi để cho tòa quý cho tòa xử ý rồi á, thì sớm nhất là cũng khoảng 3 tháng đến 4 tháng để làm cái hồ sơ. Mà trong cái hồ sơ đó nếu hai quý vị làm ly dị, không phải là liên thân mà ly dị á, thì theo tòa là quý vị cũng phải chờ 6 tháng lúc mà người bên kia nhận cái giấy tờ. Cái 6 tháng đó là cái mandatory cooling off với cái waiting period để cho tòa coi cái hồ sơ của quý vị. Cho quý vị biết. Giờ nếu quý vị chữ liên thân thôi là chữ separation mà trên giấy tờ hai người còn vợ chồng mà chữ ở riêng là chữ ly thân thôi đó. Thì theo quý vị là nếu quý vị không có gì rắc rối, không có tranh chấp, không có cãi lộn gì ra tòa thì cũng khoảng 1 tháng với 2 tháng thì cái câu đó cũng có trả lời cho cô. Mà nếu cô với chồng cô ly dị mà không có gì để chia hay không có gì để cho tòa đại đại diện lấy lời khai của hai quý vị ấy, thì ít nhất là cũng khoảng 6 tháng. Giờ kéo dài thì cũng khoảng 1, 2 năm, 3 năm nếu quý vị có đứa nhỏ hay mà không chưa 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 lớn tuổi hay quý vị có nhiều tài sản mà chưa chia được 401k nhà cửa đâu thì cho quý vị biết vậy. Dạ, thưa cho tôi hỏi một câu nữa là trong thời gian lúc mà mình nộp đơn xin ly dị đó thì một trong hai người đó có phải ly thân giống như là không có ở chung nhà không? Không. Nếu hai quý vị có một nhà mà hai quý vị giờ không có muốn kiếm nhà khác ha, hai người quý vị không có gây lộn mà ở chung đâu được, thì hai hai quý vị cần được ở chung một cái nhà đó, ở ở phòng riêng cũng được để cho tòa biết là mình đang ly dị hay mình đang liên thân, mình đang bán nhà hay mình đang chờ kiếm nhà khác. Thì đúng mà mở hồ sơ ly dị
Thì tòa không có bác, ý, luật không có bác hai vợ chồng phải ở riêng. Nếu mình có một tài sản, mình có một cái nhà mình ở chung để cho mình không có đủ tiền hay đủ khả năng để mướn nhà khác hay mướn phòng khác hay mua nhà khác, thì cho cô biết vậy. Mà tòa không có bác, hai người phải ở riêng hay một người phải đi dọn ra nhà khác hay phải ra dọn ở thành phố khác. Oh, yeah. Ok. Dạ, yeah, okay. Yeah. Dạ. Cảm ơn cô. Okay, cảm ơn dạ cô. Có gì, dạ thưa, nếu mà tôi muốn biết thêm chi tiết nhiều nữa thì tôi có xin hẹn với luật sư Hoàng không ạ? Dạ vâng. Để tham vấn thêm nhiều thứ nữa được không ạ? Được. So, nếu cô muốn lấy hẹn hay gặp nói chuyện với luật sư Hoàng hay luật sư Lâm hay văn phòng tham khảo ly dị thì mời cô lát nữa có điện thoại đó thì gọi vô lấy hẹn ha, nói chuyện với luật sư Hoàng, với luật sư Lâm, với văn phòng. Dạ, hiện giờ cái số điện thoại văn phòng của chúng tôi đó là trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Ở đây chúng dạ, tôi phải... Dạ, mà sau cái chương trình này mà gọi thì cũng có người trả lời phone phải không ạ? Dạ không, cô phải gọi cái giờ làm việc. Cô gọi ngày mai văn phòng mở 9 giờ ha cô? Đèn cô nói cô muốn lấy hẹn với dạ, luật sư. Okay. Dạ, có sáng mai thì... Cảm ơn cô. Lấy hẹn. Dạ. Dạ. Hello, tới đây chúng tôi phải tạm ngưng để đài trả quảng phần cáo thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Dạ, xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Phần trước khi mà đài tạm ngưng phần quảng cáo thương mại thì chúng tôi có nói về vấn đề bảo hiểm nhà và chúng tôi có nói về vấn đề bảo hiểm về vật chất, tức là nếu trong trường hợp cái nhà bị cháy thì bảo hiểm sẽ bồi thường. Bây giờ phần này đó chúng tôi sẽ nói về vấn đề personal liability, tức là bảo hiểm về trách nhiệm dân sự. Thì thường đó bảo hiểm nó gọi là personal liability hay còn liability đó, thì bảo hiểm này đó thường nó có thể nó bán cho quý vị cái coverage là 100, 300 hay là 500 hay nhiều khi có thể 1 triệu. Thì nó tùy theo cái equity cái quý vị nhiều hay ít mà quý vị cần mua. Vậy thì để tôi hỏi luật sư Hoàng, tại sao mình phải mua bảo hiểm mà cái personal liability? Nó bảo vệ mình trong trường hợp nào? Cái personal liability thì giống như cho cái nhà thì giống như nếu quý vị mua bảo hiểm liability cho chiếc xe thì trong này trong cái nhà là nếu ai vô nhà của quý vị mà bị thương, bị té, giờ thường mấy cái lúc mà luật sư làm với bảo hiểm OC mấy cái hồ sơ của luật sư là bị người ta bạn mình rủ bạn vô bị chó cắn. Cái chó cắn là cái biết quan cái bự nhất là nếu mình có chó hay mình nuôi chó, người ta vô nó cắn chó thì cái đó là liability, là giờ mình bên kia tai nạn người bạn của mình hay quý vị vô nhà của quý vị phải cần đi nhà thương hay phải cần đi bác sĩ bệnh viện đồ thì mấy cái medical bill, mấy cái phần đó thì cái liability của cái nhà thì nó trả. So nếu yeah. quý vị trả mua 100, 300, 500 mà giờ người ta chó cắn đít nhỏ bị chạy bị phải còn bị mổ hay bị mất tay mất chân rồi thì mấy cái đó cũng cao á, thì quý vị cũng nên mà cũng khi quý vị mấy người quý vị mà có chó bự mà cho theo luật nói là chó dữ là giống như German Shepherd, Rottweiler đó thì mấy chó mà bự con mà dữ cắn nó pitbull á mà thường cắn thì mình cũng phải coi cái liability của mình. Vì nếu giờ quý vị ở nhà muốn sửa nhà, người ta vô
mà ra vô nhà mình vừa bỏ cầu thang lên mình treo xuống cầu thang, có nước ở dưới đầu mình không có thấy nó slip and fall thì mấy cái đó cũng nguy hiểm, thì nếu phải đi bác sĩ đi đường viện đồ thì cái bảo hiểm liability của nhà nó cover that cho quý vị, thì cho quý vị biết vậy. Nói chung đó là để mình mua cái bảo hiểm đó mình để ý là nếu cái nhà mình đó mình không có equity nhiều, mình chỉ có chẳng hạn 200-300 thì mình mua cái coverage 100 cũng được. Nhưng mà nếu mình có equity nhiều, mình đã pay off rồi mà nhà mình có giá đó thì mình nên tăng lên mua tối thiểu là 300 hay là 500 tùy theo cái equity mình nhà có. Thí dụ mình cái nhà mình có 1 triệu bạc mà mình đã pay off rồi thì có thể mình nên mua 500 cái coverage. Còn cái nhà mình chẳng hạn mình pay off mà nó chỉ có trị giá 500 ngàn thì maybe mình mua 300 cũng đủ. Nhưng mà hồi nãy luật sư Hoàng có nói đó về vấn đề mà chó cắn thì đó là cái loại, đó là trường hợp thường nhất mà cái hãng bảo hiểm nó sẽ trả qua cái home insurance, cái liability. Mà quý vị nên để ý đó là tôi cũng như luật sư Hoàng làm rất là nhiều những cái case chó cắn. Thì đừng có nghĩ rằng đó, đương nhiên những con chó mà bự giống như sư Hoàng nói Rottweiler hay German Shepherd hay là Pitbull đó, thì đương nhiên mấy con chó là chó dữ không à. Thì đương nhiên cái thiệt hại nó nhiều. Nhưng mà có những trường hợp như có những con chó nhỏ vẫn có thể gây ra thương tích, là bởi vì đó không những chó nó cắn mà khi chó nó nhào đến chẳng hạn nó attack, ngay cả mấy chó nhỏ nó rất là dữ chứ không phải là nó nhỏ là không có dữ đâu. Nhiều khi nó tại nó nhỏ mà đâm ra nó dữ. Thành ra trong những trường hợp đó đó, nhiều khi nó không có cắn mà người đó họ sợ họ chạy té mà bị thương tích thì nó cũng sẽ bồi thường. Tôi có một cái case cách đây cũng nhiều năm. Cái người thân chủ là người mailman. Ông đó đó thì ông thường thường phát thơ ở Santa Ana. Thì thường thường nó có một cái con chó ở trong cái nhà đó đó, nó rất là dữ, mỗi lần ông đến rồi nó nhào đến nó sủa. Nhưng mà nó trong hàng rào, thành ra ông này ông mới có cái pepper spray đó, ông mới xịt nó. Tại ông cũng ghét nó dữ quá. Thì có một hôm đó đó, ông phát thư không phải ở nhà nó mà ở bên kia đường. Cái nhà bên kia đường. Thì ông đang quay để mà ông bỏ vô thùng thơ. Thì ông nghe cái tiếng con tay con chó đó, con chó lớn nữa. Thì ông nghe cái tiếng nó chạy sau lưng. Ông mới quay lại. Thì nó nhào tới, nó attack ổng, ổng mới dùng cái satchel là cái bị mà bỏ thư á. Thì ổng để chống đỡ. Thì khi ổng chống đỡ thì ổng té. Và khi ổng té đó, ổng bị twist cái người đó. Do đó sau đó thì ổng bị trật xương sống. Và bởi vì ổng bạc trì trật xương sống, do đó ổng phải nghỉ làm việc luôn cả 6 tháng trời. Và sau đó thì chúng tôi đại diện và chủ nhà đó phải trả hết nguyên cái policy của cái bảo hiểm đó là 300 ngàn. Hello, chúng tôi luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, cho em hỏi luật sư là em có một em mới mua một căn nhà mà trong cái sau khi mà gần đúng cái ngày đóng escrow á thì cái người bên bên Cairo á nó nói là có một cái foreclosure, cho nên á nó yêu cầu escrow phải hai bên thỏa thuận với nhau là dừng lại hàng để sửa chữa cái đó. Nhưng mà họ viết trong cái addendum họ nói rằng là họ không hề biết về cái chuyện đó, cho như là bên seller cũng như listing agent không hề biết về chuyện đó cho tới the last minute. Nhưng mà sau khi mà em đồng ý ký cái 10 ngày rồi á, em mới biết phát hiện ra là họ đã biết từ trước, họ đang làm việc với cả city để final cái inspection đó, nhưng mà không biết họ có làm đúng được đúng cái correction hay không còn không biết. Nhưng mà bây giờ á echo dịch sống rồi, mà nếu như vậy em có kiện được họ không? Em phải, thứ nhất là em coi cái correction đó là nó tốn kém em bao nhiêu để đáng để em kiện hay không. Ok. Nếu mà nó không đáng, chỉ vài trăm bạc hay là vài một, even 1-2 ngàn bạc thì không đáng để em kiện. Còn nếu em muốn kiện thì tùy theo em có thể kiện là small claim. Nhưng mà em phải có bằng chứng rõ ràng là cái mà cái defect đó đó lẽ ra phải được disclose, phải được thông báo, phải được disclose trong giấy tờ mua bán nhà mà nó không được disclose. Thì nói tóm lại em phải coi kỹ cái vấn đề đó trước khi em quyết định. Thứ nhất là thiệt hại bao nhiêu, thứ hai là cái việc mà họ che giấu gì có rõ ràng hay không, có đúng hay không. Cái người listing agent
mình có thể report họ trên ba được không? Chính họ cũng giấu cái gì đó, họ biết chuyện đó. Thì dạ, mình có tương nhiên không ai cấm em report với lại cái board of realtors, đúng không? Nhưng mà cái việc đó là có, nhưng trước khi em làm thì em nên coi là có thể thật sự là có cái sự gian dối đó hay không. Dạ. Yeah. 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 Okay. Cho em hỏi, nhưng mà giờ Echo nó giữ 10 ngàn đó, thì nó có giữ vậy đến nào nó mới release cái 10 ngàn đó? Bây giờ nó nói mình sẽ dùng trả cho cái tiền để correct cái code violation đó. Thì cái code violation đó, thứ nhất, bây giờ nó đã giữ rồi. Thì bây giờ đó, em đã ký mua, em đã dọn vô cái nhà đó chưa? Dạ rồi ạ. Thì bây giờ đó, em phải mướn một cái contractor có license để mà họ có thể coi estimate là để correct cái code violation đó là bao nhiêu. Ok. Dạ. Và sau đó thì em sẽ submit cho escrow để có thể nó trả, hoặc là không đó thì dù sao em cũng phải cho họ sửa để họ giải quyết cái code violation đó, rồi sau đó đó thì em mới submit cho escrow. Nếu nhưng cái số seller, tiền seller họ đòi làm chứ họ không cho mình làm, họ nói là họ đang làm, họ làm xong rồi. Ok, nếu mà seller họ làm thì cứ để cho họ làm. Chừng nào họ làm xong rồi mà nếu không có mà giải quyết được cái thường thường đó, cái code violation làm xong thì bên city nó sẽ xuống để mà nó ký, để nó cho biết là đã giải quyết rồi. Thì nếu nó ký giải quyết rồi thì thôi. Ok. Nhưng mà trong cái addendum không ghi rõ ngày là bao nhiêu, bây giờ lỡ họ 6 tháng sau họ mới proceed, họ không có làm. Thì bây giờ em phải họ proceed thì em phải cho họ biết để họ phải proceed. Thì nếu trong trường hợp đó cái code violation đó nó ảnh hưởng cái việc mà sử dụng căn nhà thì có nước là em phải kiện họ ra small claim. Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn luật sư. Không có chị em. Cảm ơn. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Hello. Dạ. Yeah. Cô có thể đặt câu hỏi mà đứng xa cái TV. Dạ. Yeah. Tôi chào tôi Liêm ha. Dạ. Tôi muốn hỏi con tôi nó có nhà mà nó tôi chạy cái xe nó đứng tên. Tôi mua cái insurance riêng cái hãng khác gì không dính với tới nó, nhưng mà khi có tai nạn thì có ảnh hưởng gì tới nó không? Ok, cái chủ xe là ai? Chủ xe là con tôi nó đứng tên. Ok, ai lái? Tôi lái. Ok, bây giờ đó nếu bà gái đó bà gây ra tai nạn thì cái con bà là cái người đầu tiên sẽ chịu trách nhiệm. Chứ không có cách nào để tách rời ra là tôi hoàn toàn lái cái xe đó và cái trách nhiệm về tôi. Có, có đơn giản. Bây giờ đó, cái chủ quyền cái xe đó đó phải chuyển sang cho bà. Rồi bây giờ bà lái thì đương nhiên bà gây ra tai nạn thì chỉ có mình bà chịu trách nhiệm thôi. Bởi vì như thế này, cái luật về bảo hiểm xã cộ, tôi nghĩ luật sư Hoàng cũng sẽ góp phần đó. Nói chung đó là chủ chiếc xe là cái người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho bất cứ cái tai nạn nào mà liên hệ chiếc xe đó. Kế mới là cái người lái. Do đó đó, để tránh cái trường hợp mà con bà bị trách nhiệm thì bà phải đứng tên cái chủ cái xe mà bà lái. Để khi bà gây ra tai nạn thì bà và chỉ có một mình bà chịu trách nhiệm thôi. Và tôi nói là cái chủ cái xe đó, cái registration owner, register owner đó là chỉ mình bà thôi, chứ không có tên của bà và con bà hay là tên của con bà. Ok. Dạ. Đó là cái cách duy nhất thôi á, luật sư. Đó là cách duy nhất thôi. Ở đây luật có là muốn mua chiếc xe mới mà khả năng của tôi là tôi đã retire rồi, tôi không có khả năng để đứng tên một chiếc xe mới. Cho nên tôi mới hỏi cái vấn đề đó. Dạ, thì không được. Bà nếu con bà đứng tên á thì bà gây ra tai nạn, con bà sẽ chịu trách nhiệm, thì có nước đó để giảm một phần nào thôi là con bà với bà đó phải mua cái policy nó thiệt là cao. Như ở đây đó, có thể những cái bảo hiểm mà xe đó, cái limit liability có nhiều hãng, nó sẽ bán lên tới 500 ngàn lận. Ok? Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn được. Không có chị bà. Cảm ơn cô. Đến đây thì chúng tôi đã đưa biết chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi và luật sư Hoàng Ngô cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt một giờ qua.
Và nếu mà từ đây tới thứ tư tuần sau quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi vấn đề luật pháp hay cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Chúng tôi cũng kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ và xin hẹn gặp quý tư vào thứ tư tuần sau. Luật sư Hoàng. Luật sư Hoàng cũng cảm ơn quý vị gọi vào tối nay, với luật sư Hoàng cũng cảm ơn luật sư Lâm lên mỗi tuần để nói chuyện với quý vị. Nhưng một lần nữa, với cho hồi nãy cô mà muốn gọi lấy hẹn ngày mai thì cho cô biết thì văn phòng mở là 9 giờ đến 6 giờ, sau nếu cô gọi ngày mai 9 giờ thì báo cáo với là muốn lấy hẹn để tham khảo ly dị ha, bankruptcy ha, hồ sơ gì thì mời quý vị vô. Một lần nữa là luật sư Hoàng cũng cảm ơn quý vị gọi vô với cho quý vị một tuần lễ vui vẻ. Yeah, xin cảm ơn.